Xin chào các bạn đã đến với chương trình tập thể dục 24/7. Mình tên là Nguyễn Đàm Huyền Anh, năm nay mình 6 tuổi. Trong cuộc sống, mọi người đều có một chương trình mình yêu thích phải không nào? Mình thích nhất là bơi lội vì nó giúp mình cao hơn và khỏe hơn. Còn các bạn thì sao? Các bạn thích chương trình này không nào? Hãy kể cho mình nghe nhé. Còn bây giờ, xin chào lại.